Một vụ án gây rúng động dư luận mới đây đã xảy ra tại Hưng Yên khi đầu một người đàn ông bị phân rã ra khỏi thi thể rồi mang về để trước cổng nhà. Lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Hưng Yên cho biết đơn vị đang điều tra làm rõ một vụ án mạng xảy ra trên địa bàn thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Nạn nhân là một người đàn ông tên D, 73 tuổi, trú tại xã Tân Hưng, đã bị một đối tượng sát hại rồi chặt đầu tại nghĩa trang. Sau đó đối tượng mang đầu nạn nhân về nhà rồi tiếp tục dùng dao truy sát, đuổi chém vợ nạn nhân. Lãnh đạo xã Tân Hưng cũng xác nhận vào khoảng 16 giờ, ông D đang đi thăm mộ thì bất ngờ bị một nam thanh niên hàng xóm sát hại. Thanh niên này đã dùng dao chặt đầu ông D, sau đó còn mang đầu nạn nhân ra giữa đường để. Phần thi thể còn lại của nạn nhân được để tại nơi gây án. Đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên xác nhận với phóng viên, hiện tại đang chỉ đạo các cơ quan nghiệp vụ tập trung điều tra vụ giết người nghiêm trọng trên. Vào 18 giờ tối cùng ngày, cơ quan công an đã bắt được Trần Văn Truyện, kẻ gây ra vụ án. Sau khi giết ông D, đối tượng Truyện tiếp tục cầm dao nhọn đến truy sát vợ ông là bà Đoàn Thị Mí, sinh năm 1950. Bà Mí được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương rất nặng. Đối tượng nghi ngáo đá không bỏ trốn mà ngồi lì trong nhà nạn nhân để cố thủ. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn cá nhân, bản thân nghi phạm là một đối tượng nghiện ma túy. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.